em xin giới thiệu, đây là cặp loa đến từ thương hiệu Pioneer. Model là Pioneer X750, hàng nội địa Nhật Made in Japan. Bây giờ em sẽ tháo cái căng lưới loa ra cho các bác tham khảo. Chiều cao của loa là 60cm, chiều ngang cả hai loa là 66cm trên hai loa. Cặp loa tương đối khá nặng, chất lượng thành rất hay nha. Bát của lo là 27cm, lo 3 đường tiếng, công suất lo là 200W trên cặp lo trở kháng là 6 ohm. Bát 27 gân giải tẩm dầu, màn carbon lo 3 quay. Đây, góc cạnh còn tương đối khá đẹp nha, mình cùng xem mặt sau nè. X750, 100W một thùng, 200W trên cặp lo 6 ohm, Made in Japan, LED ray. Góc cạnh đẹp xuất sắc, đây là tổng thể mặt sau. Giá bán của cặp loa này là 4 triệu. Khi các bác chuyển đủ, em sẽ bao luôn phí ship tận nơi. Đây là khuyến mãi kèm theo khi mình chuyển đủ nha. Còn nếu mà các bác không muốn chuyển đủ á, thì cộng giúp em 1 triệu, nhận hàng thanh toán 3 triệu và phí ship cho bưu điện giúp em. Nếu khách nào mà đã mua hàng quen bên em rồi thì mình cứ chuyển đủ để được ngợi bao ship. Còn nếu mà lần đầu mua hàng thì mình cọc thôi, để mình nhận hàng, mình ưng ý thì mình thanh toán nha. Mình có thể ghép được bất kỳ amply nào, amply size 36, 40, 42, 43, 44 thì ok. Công suất amply 150W đã về giúp em. Và bên này là amply Pioneer X640. Đây là em bán 5 thớt amply rời nha. 5 thớt này full chức năng gồm có amply CD, tuner, cassette và equalizer. Tất cả các chức năng đều hoạt động ok. Chỉnh bass chép mic trên tầng số lọc CD đọc hoàn hảo. Amply thì có nơi cắm micro, có optical giải mã in và out luôn. Mình có thể ghép thêm cái thớt quang để karaoke kết nối với loa rời, hoặc là giải mã kết nối Max TV để cải thiện âm thanh, để mình nghe nhạc hoặc là hát hò, xem phim, đá banh, nghe nhạc, tất cả đều ok. Cassette hoạt động hoàn hảo. 5 thớt rời này em bán với giá là 4.800.000. Khi chuyển đủ thì em sẽ hỗ trợ bao ship hoặc là tặng gắn Bluetooth vào phía trong amply cho mình. Em quay mặt sau amply cho các bác tham khảo. Công suất amply là 120W, hàng nội địa Nhật sử dụng nguồn điện 100V, có optical in out giải mã, có AV để kết nối thiết bị ngoại vi. Rồi bây giờ em sẽ tua lại nhạc từ đầu để test chất lượng âm thanh cho các bác tham khảo nha. Chỉnh bass chép mic được nên vô tư nha. Chất lượng âm thanh nó sẽ hợp gu với nhiều bác hơn khi mình chỉnh lại tần số lọc. Model là Pioneer X950. Đây là dòng đỉnh và cao nhất của thương hiệu Pioneer trong phân khúc vàng đại. Lo 3 đường tiếng, bass là 27cm. Bây giờ em sẽ tháo lưới lo ra, mình cùng xem phía trong lo nha. Đây, em sẽ quay gần lo cho mình xem. Bass của lo là 27cm, lo 3 đường tiếng. Mình xem chung chép nữa nè nha. Đây là dòng cao nhất của thương hiệu Pioneer trong phân khúc dàn bộ xe đại. Gân giải tẩm dầu, màn carbon, góc cạnh của lo còn tương đối khá đẹp. Pioneer X950V, công suất lo 130W một thùng, 260W trên cặp lo trở kháng của lo là 6 ohm, hàng nội địa Nhật Made in Japan, LED ray. Đây là tổng thể mặt sau. Các bác có nhu cầu xem hình ảnh chi tiết hay là cần tư vấn trước khi chốt hàng, vui lòng vào Zalo 0931008099 giúp em. Bây giờ em sẽ mở lớn volume mình test chất lượng âm thanh nha.
Chiều cao của lo là 62cm, chiều ngang cả hai lo là 68cm trên hai lo, đầy đủ e căng lưới lo. I was keep on rolling on. You are miles and miles from your home, but you never want to phone your home. Steady job and the nice young man, your parents had your future planned. Một cặp loa dòng đề cao đến từ thương hiệu Biono, dùng nghe nhạc hoặc là karaoke đều phù hợp. Giá bán chỉ có 4.800.000 và khi mình chuyển đủ em còn bao ship. Cặp loa này nặng, rất là nặng nha. Hỏi chơi về model X950, rất đẹp và chất lượng thanh rất là hay, ghép với âm ly size 36 đến 44 đều ok, dùng nghe nhạc hoặc là kết hợp bộ karaoke đều phù hợp. Nghe hay xuất sắc đúng không? Bá chép rất là keng luôn, nghe đã tay vô cùng. Cặp loa rất là chất lượng, Kenwood 5G, giá bán là 4 triệu, diễn đủ em bao ship. Bát 25, màn carbon rẻ quạt, gân giải tẩm dầu. Đây mình xem màn của nó đây nha, rất đẹp, đánh khỏi chơi. Cặp loa này quá hay. Các bác có thể ghép được âm ly xe 36 đến 44 thì ok, công suất âm ly thì dưới 200W đã về là ok nha. Công suất lo là 200W trên cặp lo, trở kháng là 6 ohm. Chiều cao của lo là 58cm, chiều ngang cả hai lo là 64cm trên hai lo. Bát 25, góc cạnh của lo đây. Góc cạnh đẹp nha, để lâu trong kho cái nó hơi bị móc nhẹ thôi, mình vệ sinh là đẹp nha. Góc cạnh lo đây. Cần xem hình ảnh chi tiết hoặc là cần tư vấn trước khi mua hàng thì cứ vào Zalo 0931008099 giúp em. Công suất lo là 200W, trở kháng là 6 ohm, ghép hợp mọi loại lo, dùng nghe nhạc và hỗ trợ karaoke đều được. Mình xem một lần nữa ngoại hình của lo rồi đi tiếp vào cặp lo tiếp theo nha. Chất lượng thành quá hay, xuất sắc. Cặp lo đến từ thương hiệu Panasonic, model là Panasonic D50, lo 3 đường tiếng, bass là 23cm, công suất lo là 240W trên cặp lo, trở kháng là 6 ohm. Bây giờ em sẽ tháo lưới lo ra cho mình tham khảo. Ngoại hình còn tương đối khá đẹp, mượt mắt, những cái viền xung quanh lo còn sáng bon nè. Công suất là 240W trên cặp lo, trở kháng là 6 ohm, bass 23, màng carbon gân giải tẩm dầu. Chiều cao của lo là 55cm, chiều ngang cả hai lo là 60cm trên hai lo. Đây là tổng thể mặt sau của cặp lo. Các bác có nhu cầu mua hàng hay là xem hình ảnh chi tiết thì vào Zalo để nhân viên em tư vấn.
Giá bán của cặp loa này là 2.900.000, chuyển đủ em bao ship. Mình có thể cọc hoặc là chuyển đủ. Nếu các bác tin tưởng hoặc là đã từng mua hàng bên em thì cứ chuyển đủ đi để được bao ship. Tại vì cặp loa này tương đối khá to và nặng, mình có thể dùng nghe nhạc hoặc là trở lời karaoke đều được.